Bác sĩ, bác sĩ, tỉnh rồi. Hà Vũ, cô hẳn là bị viêm dạ dày ruột. Buổi tối đang gì thế? Ăn một chút hải sản. Tôm hùm. Cua hoàng đế. Còn có cơm thịt bò, mì ý nấm, pizza sầu riêng, snack khoai tây cà chua, sushi cá tráp, cầu gai, kem tuyết xoài phô mai, sau cái bánh bông lan cuộn. Nhiều vậy cô một mình ăn hết à? Một mình ăn không vấn đề gì chứ? Cô thế này là do ăn uống quá đà dẫn đến công năng dạ dày và ruột bị rối loạn. Sau khi truyền dịch xong, tôi kê thuốc cho cô uống, về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục quan sát, ăn uống hợp lý. Cậu cười cái gì? Xin lỗi, tôi không nhịn được. Không, chị cũng ăn giỏi thật đấy. Thái độ gì thế hả? Đây là thái độ do ân nhân cứu mạng chị sao? Bớt dát vàng lên mặt đi, tôi còn chưa tha thứ cho cậu. Có đủ chưa thế? Chuyện này đã qua rồi, cứ nhất định phải so đo. Cận Thành Vũ, có phải cậu căn bản không biết sao tôi lại giận cậu không? Một dạng cũng được, mười dạng cũng không sao. Tôi giận cậu căn bản không phải vì tiền, mà là vì con người cậu. Tôi xem cậu là bạn, hết sức hết lòng giúp đỡ cậu. Cậu thì sao? Xem tôi là người tiêu tiền dớ dẫn phải không? Cậu có tính người không? Em thừa nhận chuyện này em có trách nhiệm, nhưng nói trăm ngàn lần rồi, em thật sự không nghĩ sẽ lấy tiền hoa hồng của chị. Chị xem, 10.000 tệ này em căn bản chưa từng muốn lấy. Vậy tại sao cậu lại không nói cho chị biết sớm? Có những lời càng nói càng sai. Nếu chị là em thì chị nói à? Chị nói đi. Làm sao mới hết giận? Phụ nữ giận nhiều sẽ dễ bị bệnh. Chị không cho phép mình phải chịu cái tội này. Chị đói rồi, em đi mua cho chị. Không, đợi chút. Chị vừa ăn rất nhiều bào ngư tôm hùm, bao nhiêu thứ linh tinh. Chị, em mua nước cho chị súc miệng là được rồi. Vậy vừa nãy cậu ấy ôm mình đến như thế này sao? Trời ơi, nhất định là. Trong lúc mơ hồ, mình có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp dịu dàng của cậu ấy, bước chân vội vàng, bờ vai mạnh mẽ, còn cả dáng vẻ lo lắng vì mình của cậu ấy. Thật là làm người ta bồi hồi. Nếu con đường này dài thêm một chút thì tốt. Cậu đưa chị đến bệnh viện sao? Không phải em thì là ai? Giỏi đấy, còn biết học người ta bế công chúa. Em muốn cõng chị, có cõng nổi đâu. Vừa nãy lúc chị ngủ, em đã đến khoa xương khớp. Bác sĩ nói tay của em bế chị thêm 5 phút nữa sẽ bị tàn phế đó. Chị xem, bây giờ rung thế này, chị xem đi, cúp. Chị đi đâu vậy? Điện thoại cũng không mang. Chị mà không về, em đã chuẩn bị báo cảnh sát rồi. Chị đau bụng, đi bệnh viện, đau bụng, có nghiêm trọng không? Đau đến nỗi chị không đi nổi nữa. Vậy thì chị đi bệnh viện thế nào? Cận Thành Vũ, hai người làm hòa rồi sao? Chị đừng nói, hoạn nạn gặp chân tình nhé. Có những lúc, liều mạng trong thành phố này đúng là vẫn phải cần một người bạn. Thường làm mấy việc nặng nhọc này, phải dựa vào bờ vai đầy sức mạnh của anh ấy.
Không thì ai mà khiêng nói chị, im miệng đi. Lãng phí quá, nhiều đồ ăn ngon như vậy mà ói đã hết rồi, không sao. Em để lại cho chị tư liệu video quý giá. Chị xem. Chị xem cái dáng tham ăn của chị nè, đã tạo ra cho cả video của em khái niệm dậy chết. Có thể nhìn ra linh hồn của chị đang cầu sinh. Có phải rất chữa lành không? Thật sự tốt lắm. Tiêu đề của em nghĩ ra cho chị rồi. Bữa ăn khi rơi vào thời khắc tồi tệ nhất của cuộc đời. Thế nào? Chị, nếu chị có ý gì khác, cứ nói với em. Em thêm cái này vào một chút xem nào. Tiểu Vũ, chị thương lượng với em một chuyện. Chị nói đi. Chuyện video ngắn này, chị định rút. Chị đừng mà. Chị vừa gặp có tí bất lợi mà chị đã rút. Không giống tác phong của chị phải càng khó khăn càng dũng cảm chứ. Chị đúng là càng khó khăn càng dũng cảm. Nhưng chị phải ở lĩnh vực chị làm mới càng khó khăn càng dũng cảm được. Chị nghĩ kỹ rồi, chuyện video này căn bản không hợp với chị. Chị muốn trở lại ngành cũ của chị. Nhưng nó vẫn rất hợp với em, vì em thật sự có thiên phú, cũng có cách để làm tốt chuyện này. Đợi sau này em trù tính kỹ rồi, vững rồi, đừng có mấy mơ ước hão huyền nữa. Chị đi nghỉ trước đây. Dạ, em nhất định cố gắng làm cho chị xem. Chị ngủ ngon nhé. Cô Hà, tôi hỏi một câu hơi riêng tư chút nhé. Tôi thấy cô năm nay đã 32 tuổi rồi. Cô đã kết hôn, sinh con chưa? Tôi chưa kết hôn. Lý do mà tôi nghỉ ở công ty cũ là vì tôi muốn đổi. Phải chủ yếu là tôi có chút mâu thuẫn với công ty cũ. Thế này cũng không được. Em về rồi. Cả ngày hôm nay em làm cái quái gì thế? Ngày nào cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Em xem cái phòng của em đó giống như cái chuồng gà vậy. Đâu có giống chuồng gà đâu, vẫn ổn mà. Em nói chị nghe, hiện giờ em đang bận một việc vô cùng quan trọng. Chị nói xem, dù sao bây giờ chị cũng đang thất nghiệp. Chị nên em càng phải cố gắng hơn, để hai chị em mình không phải ra ngoài đường mà ở, có đúng không nào? Đúng rồi, bù cho câu nói này của em, tối nay chị sẽ làm thêm cho em một món thật ngon. Yêu chị. Mai rảnh không? Phải, trước đây. Khoa học chứng chỉ CFA, tuyệt thật đấy. Bao nhiêu tiền nhỉ? 20.000. Tự học được không nhỉ? Cô ngồi đây làm gì? Anh đến rồi. Tìm tôi có việc gì? Nói đi. Chờ đã. Trả tiền lại thì không thể. Tiền quảng cáo của cô đã tiêu rồi. Hơn nữa không lỗ đồng nào. Nội dung video của các người thật sự. Phải. Biết rồi. Chủ yếu tức giận vì anh đưa tiền quảng cáo cho Cần Thành Vũ, khiến người ta tức giận. Quy tắc mà, nhưng cậu ấy không nhận. Được rồi, tìm anh đến không phải nói chuyện này. Tôi lại làm được một video mới. Muốn nhờ anh dùng góc độ chuyên nghiệp của anh xem thử giúp tôi. Nó có vấn đề gì khác hay không?
Không phải nói chứ. Không tệ. Thật sao? Ước tính thận trọng. Chắc hơn 100,000. Thật sao? 100,000. Thật hay giả thế? Lừa cô làm gì? Được, có câu nói này của anh tôi yên tâm rồi. Em đậu xe ở bãi đậu xe rồi. Một lát em cầm qua cho chị nhé. Em xử lý tí gì. Chị đợi em chút nhé. Cái xe của tôi tối hôm qua lái về vẫn còn không sao, hôm nay đã biến thành như thế này rồi. Các người đông người như vậy nhưng đều mù hết sao? Cũng may chỉ là chiếc xe, chứ đây mà là người của tôi thì mấy người có chịu trách nhiệm được không? Chúng tôi năm nào cũng đóng bao nhiêu phí trong coi tài sản cho một đám vô dụng. Cô khóc cái gì mà khóc? Cô tên gì? Chú ơi, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Cậu làm cái gì hả? Có phải gì của cậu không? Cậu đi đưa đồ ăn đi. Tôi nói cho cô biết, cháu cũng là người của xí nghiệp trong kho tài sản của tư khu này. Chỉ là hôm nay được nghỉ. Bác có vấn đề gì cứ nói với cháu, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Giải quyết đi. Chuyện gì vậy? Bác đây nói phát hiện trên xe của bác có chất xước, nhất định là ở tiểu khu chúng ta. Đợi một lát. Cái gì mà bác nói? Không có. Cô biết nói năng không vậy? Bình tĩnh. Có vấn đề gì chúng ta phối hợp cùng với nhau giải quyết được không? Đi. Vậy cô mau về trực ban đi. Dừng ở đây để tôi. Cảm ơn. Để cô ta đi phải không? Cậu đến đây chơi với tôi, định dùng chiến thuật đánh luân phiên phải không? Cố tình làm lãng phí thời gian của tôi đúng không? Không có, cố tình trốn tránh trách nhiệm đúng không? Chú hiểu lầm rồi ạ. Chúng cháu luôn tôn trọng từng yêu cầu của một khách hàng. Nếu khách hàng có bất cứ yêu cầu gì, chúng cháu tuyệt đối sẽ tận lực phối hợp với khách hàng để giải quyết vấn đề, đúng không? Vậy giải quyết đi. Đền bao nhiêu tiền? Với tình trạng này chúng cháu cũng cần hiểu rõ vấn đề căn bản một chút. Nói đi thì cũng phải nói lại. Chú có khẳng định chắc chắn là vết xước này bị xước ở trong tiểu khu không? Để có khi nào chú không cẩn thận làm nó bị xước ở bên ngoài không? Có thể là như vậy đó. Đúng rồi. Cậu có ý gì hả? Nếu có người khác đâm vào xe mà tôi không nhận biết được sao? Đúng. Cháu, có thể cháu dùng từ chưa phù hợp. Xin lỗi, không có tác dụng gì. Hay là chúng ta check camera giám sát được không ạ? Nếu như trong camera xác định chính xác là chiếc xe bị xước ở trong tiểu khu, chúng cháu sẽ dốc toàn lực phối hợp với chú tìm ra thủ phạm. Sau đó chúng ta tiến hành bồi thường. Vậy sao? Nếu chú không quan trọng thì cháu giúp chú xem lại xe nhé. Cậu xem cái gì hả? Cậu có biết cái xe của tôi bao nhiêu tiền không? Cậu dám đụng đến sao? Lúc cậu dược phí, lần nào tôi cũng đều tích cực. Lúc dược phí, làm gì vậy? Làm gì mà đụng ta đụng chân thế? Cô là ai? Là ai? Tôi cũng là người của xí nghiệp này. Xe của ông bị hỏng thì liên quan gì đến xí nghiệp của các cậu ấy? Cậu ấy là người của xí nghiệp chứ không phải là người hầu của ông. Sao ông lại bắt nạt người ta như vậy? Đúng vậy. Này, bà bé này, bà muốn gì đây? Tôi bà bé thì sao? Tôi nói cho ông biết, hôm nay xe của ông ở trong tiểu khu này không liên quan gì đến xí nghiệp của bọn họ nhé. Ghét nhất kiểu người đóng tí tiền thì liền cảm thấy mình là người bề trên. Ra dễ ta đây à? Bà bé, cô đủ tư cách nói chuyện với tôi sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không cần xem cô là phụ nữ. Tôi không thích nói chuyện với cô. Tốt nhất là cô nên đánh xa công việc kinh doanh này. Hôm nay tôi cứ quản việc nhàn rỗi đấy. Tôi giữa đường thấy chuyện bất bình thì lên tiếng đấy. Tôi nói cho ông biết, vừa nãy ông đánh người như thế nào, tôi đều nhìn thấy rõ. Tôi đã chụp ảnh lại rồi. Có tin tôi tố chết ông không? Cô đẩy tôi. Ông làm gì thế? Cút đi. Đừng đánh. Đánh chết ngươi. Ngươi đánh người. Đừng đánh. Quần áo của cậu làm sao thế? À, hôm nay tôi xin nghỉ, chỉ là nghỉ một ngày. Xin nghỉ? Cậu cũng là người của xí nghiệp này mà. Đồng hồ điện tử ở nhà dì Tư đã được sửa chưa? Cậu đã kiểm tra số thảm cỏ mới trồng chưa? Công việc của mình còn làm chưa tốt mà đã đòi nghỉ đến việc đi làm thêm. Tôi nói cậu biết nhé, cẩn thận Vũ.
Nếu cậu cứ làm việc nửa giờ như vậy thì hãy nhanh chóng cút khỏi đây. Đi thôi, đi thôi. Cậu không sao chứ? Không sao. Công việc mà. Làm gì có chuyện không phải chịu ấm ức chứ. Không sao. Có chị ở bên cạnh rồi. Em ấy à, có thể buồn, nhưng đừng vội nản lòng, bởi vì con người ta không thể lúc nào cũng gặp giận xui xẻ được, không phải lúc nào mọi thứ cũng phát triển theo chiều hướng xấu, chỉ cần chúng ta luôn cố gắng thì đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chị định làm thế nào để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình? Chị hả, gần đây chị định tham gia kỳ thi CFA để trang bị tốt cho bản thân, bởi vì bây giờ chỉ có kinh nghiệm làm việc thôi thì chưa đủ, phải có bằng cấp cao nữa, chỉ cần chị có được chứng chỉ này là có thể chiến đấu trên giang hồ rồi. Cách nghĩ này thật tốt, em cũng sẽ như vậy. Có điều đóng tài liệu kia không phải là thứ để đọc. Nếu là chị nói là thật thì em sẽ đi học cùng chị, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên. Bây giờ chúng ta có thể song hành cùng với nhau mà. Chị nói cho em biết, bước đầu tiên của em bây giờ là đến gặp Leo, nhận lại khoản tiền hoàn lại 10.000 tệ. Hả? Hả cái gì? Đó vốn là tiền của em mà, sao em lại không lấy? Chị bảo em lấy tiền về đưa cho chị. Em ấy à, vì em đã trả ơn nên em không mất gì cả. Còn nói với chị mà nói, khoản lỗ của chị giảm được 20%, như vậy cả hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái, đúng không? Chị an ủi em một hồi lâu, không phải là vì số tiền đó chứ. Em nói gì kỳ vậy? Sao lại thế được? Chị là kiểu người đó sao? Những gì chị biểu lộ vừa nãy đó tuyệt đối là tình cảm thật sự. Em ấy à, giờ này không có việc gì, chị hãy nhanh chóng làm việc này đi. À, em mang cho chị ít đồ ăn. Đúng rồi, chị đang đợi đồ ăn của em. Nếu không ra ngoài tìm em làm gì, chị đói chết đi mất. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tiến bộ thần tốc, hơn nữa lại còn rất thông minh. Anh thích kiểu con gái như vậy hả? Đi thôi, gần đây có một tiệm món đồ tráng miệng, đồ ăn làm rất ngon, anh mời em. Vậy thì tốt quá. Còn việc kia em vẫn muốn hỏi một chút, nếu thời gian của video hơi dài thì có lợi cho nội dung trọng điểm của video không? Chẳng phải em bảo cắt bớt sao? Cắt bớt. Cái video đó. Gì thế? Gì thế? Anh trúng tà. Vì sao em lại biết nhảy qua nắp cống? Em vẫn luôn nhảy qua nắp cống mà. Đây là lần đầu tiên anh thấy có một người giống hệt mình như thế nhảy qua nắp cống. Lần đầu tiên này của anh mới thật là đặc biệt đó. Em chỉ cảm thấy nếu như nắp cống đóng không chặt, chẳng may rơi xuống thì thật là tệ đó. Anh cũng là gì như vậy hay sao? À, có phải anh là nghe người ta nói nếu giảm phải nắp cống là gặp xui xẻo đúng không? Sao mà đến cả anh nghĩ gì trong đầu cũng biết là sao? Thần kinh của anh sao lại loạn như vậy? Chẳng phải anh vừa nói chuyện công việc với em hay sao? Sao đột nhiên lại trở thành kẻ mê tín như vậy? Hà Vũ, anh chấm em rồi. Tất cả các mặt anh đều chấm em rồi. Thế này nhé, từ nay về sau em chỉ cần quản lý nội dung video mới thôi. Còn gì tiếp thị và quảng cáo thì cứ giao cho anh. Đồng ý không? Ba món thu nhập và phí quảng cáo trước đây của em đều là của anh, được không? Sao đột ngột như vậy? Anh lại không lỗ rồi. Đồng ý giao kèo. Được rồi, công việc đã nói xong, vậy chúng ta có phải là có thể nói một chút đến việc khác không? Còn có việc khác nữa sao? Hà Vũ, anh cảm thấy số mệnh của anh có chủ định nên anh mới gặp được em. Anh bị điên à? Anh không yêu cầu em phải hứa với anh. Hứa cái gì? Anh muốn thách đối với em. Thách đối cái gì? Tiếp nhận không? Bị điên à? Em nhận hay không nhận? Anh bị điên à? Em tiếp nhận nhé. Khóa học phân tích tài chính được hướng dẫn này cũng được đấy. Bao nhiêu tiền? 2 vạn. Có thể tự học không? Alo, xin chào ạ. Xin chào, xin hỏi có phải số của Hà Phủ không? Phải ạ, cô là ai vậy? Chúng tôi là chứng khoán Kha Đông. Là thế này ạ. Chúng tôi nhìn thấy CV của chị trên mạng. Chúng tôi thấy điều kiện cũng không tồi. Mai chị có thời gian đến phỏng vấn không? Tôi rảnh ạ. Mai mấy giờ thế ạ? 9 giờ sáng. Được ạ, 9 giờ sáng mai. Chúng ta gặp nhau đúng giờ nhé. Cảm ơn nhé. Dân ạ, không có gì.
Mời vào ạ. Sếp Du, cô ấy đến rồi ạ. Chào sếp Du, tôi là Hà Vũ, tôi đến phỏng vấn. Lâu lắm không gặp. Chị Hà Vũ. Là cô à? Gặp lại chị tôi cũng rất vui. Suy cho cùng cũng coi như là gặp lại bạn cũ. Thế là sao? Cô biết sớm là tôi rồi đúng không? Cô cố ý phải không? Chọc tôi vui lắm có đúng không? Chị à, chị không cần thiết phải bày tỏ thái độ này với tôi đâu. CV của chị đã bị loại từ vòng đầu tiên rồi. Nghe nói từ sau khi từ chức ở Hoa Hưng thì chị vẫn mãi chưa tìm được việc. Chắc chắn chị hận tôi lắm nhỉ? Nhưng đi làm là như thế này. Chắc là chị cảm thấy là chị bị tôi giở trò. Nhưng người vượt mặt cấp trên đi báo cáo là chị. Phải. Trong chuyện đó đúng là tôi có lòng riêng. Không ngờ lại bị cô lợi dụng. Tiền của người quản lý khách hàng đã bị anh ta hất hết. Cái trò mờ ám này sớm muộn gì sẽ có người vạch trần. Mà theo như tôi biết, sau khi tôi báo cáo, tiền lương của từng nhân viên bán hàng ở Hoa Hưng đều đã được nâng lên. Cho nên tôi không hối hận. Sai lầm duy nhất của tôi là tôi không ngờ lại bị cô lợi dụng làm bia đỡ đạn. Giữa chị với tôi không có ân oán cá nhân. Đơn thuần chỉ là chỗ đứng trong công việc không giống nhau. Giờ tôi nghỉ việc sang Kha Đông, dưới trướng đúng lúc đang cần một nhân tài kinh doanh có năng lực làm việc cao. Tôi biết năng lực của chị. Thế nào? Có muốn đến làm không? Phải. Đúng là tôi rất cần một công việc. Nhưng mà ít nhất tôi có thể lựa chọn làm việc cho ai. Làm việc cho cô thì tôi không làm nổi. Với tình trạng bây giờ của chị, tìm một công việc chắc không thuận lợi đâu nhỉ? Chị vừa không có bằng cấp, vừa không có ngoại hình, còn có tiền lệ báo cáo cấp trên. Giờ ngoài tôi ra, còn có công ty nào muốn cho chị cơ hội chứ? Phi Phi, tôi mà đúng là tệ như cô vừa nói, thì sao cô lại muốn thuê tôi? Vì tôi cần một người có thể tin tưởng được. Chỉ cần chị vào Kha Đông thì chúng ta là mối quan hệ hợp tác, có lợi cùng hưởng, tổn thất cùng chịu. Với lại tôi cũng hiểu chị. Chị không phải là cái loại thích đấu đá nhau với người khác. Phi Phi à, cô ở Hoa Hưng lấy hết tư liệu, khách hàng, rồi cô nhảy việc, kéo khách hàng đến công ty mới, đánh bóng thành tích nghề nghiệp, trong thời gian ngắn là có thể thăng chức rồi. Giờ cô muốn tôi đến làm việc thay cô, đợi đến lúc cô đạt được thứ cô muốn rồi, cô lại phủi mông đá đít người ta, rồi bỏ tôi lại ở đây. Không phải tôi lại trúng bẫy của cô nữa sao? Trong kế hoạch cô trù tính, có vị trí của tôi không thế? Ít nhất thì tôi có thể cho chị một công việc. Chị nói xem có phải không? Tôi không cần công việc này. Phi Phi à, tôi vô cùng khinh cái loại dựa vào bố, dựa vào quan hệ đấu đá nội bộ để lên chức như cô. Có lúc tôi thấy khó hiểu đấy Phi Phi. Cô nói xem con nhà đại gia như cô rảnh rỗi thế không biết, lại chạy tới đây lấy mấy người liều mạng làm việc như chúng tôi, làm thú vui tiêu khiển. Tôi đúng là vừa sinh ra đã ngậm thì vàng. Nhưng đấy không phải do tôi chọn. Tôi vừa sinh ra đã như thế rồi. Với lại tôi không giống như mấy đứa con nhà đại gia mà chị nói. Tôi thích cảm giác cạnh tranh để thăng chức. Phải. Tôi đúng là dùng chút mánh, hoặc là nói thủ đoạn. Nhưng mà tôi cố gắng rồi. Chị, đây là những thứ tôi đáng có được. Cô chỉ là tưởng bở mình rất giỏi thôi. Cô còn tự cho rằng cô cho tôi một cơ hội làm việc rất tốt. Cô bày cơ hội làm việc ra trước mặt tôi luôn rồi. Nhưng mà xin lỗi nhé, tôi từ chối. Cô có biết vì sao không, Phi Phi? Vì tôi thấy tất cả cố gắng, tất cả may mắn đều không nên được xây dựng trên tiền đề làm tổn thương người khác. So với việc dẫm lên thi thể của người khác để trèo cao, thì tôi thà là một người bình thường, có thể ngủ yên. Chị từ chối à? Cơ hội tốt như thế, không phải chị luôn muốn có một công việc sao? Cơ hội tốt thế, đáng lẽ chị phải trân trọng chứ. Cơ hội tốt gì chứ, chồn cáo chúc Tết gà,
chị không dễ bị lừa thế đâu. Trước đây, chị với cô ta không thù không oán. Chị tin cô ta một lần, rồi bị công ty đuổi. Chị còn để mình bị lừa nữa à? Lần này, chị mà tin cô ta lần nữa, thì không chừng có bẫy mới đang đợi chị đấy. Em nghe chuyện người nông dân và con rắn rồi chứ? Lần đầu tiên người nông dân bị cắn là vì con rắn độc ác. Lần thứ hai bị cắn, thế thì người nông dân xứng đáng. Đánh không được, chẳng lẽ tránh không được sao? Cũng phải. Nhưng mà em thấy cũng hơi tiếc. Chị xem, cơ hội tốt như thế mà. Thật ra hôm nay, chị cũng không phải không thu hoạch được gì. Có câu cô ta nói rất đúng. Chị ấy bằng cấp không bằng cô ta. Vốn dĩ, chị không quyết tâm nổi. Nhưng giờ chị quyết định rồi. Chị muốn đăng ký đi học, nâng cấp bản thân. Chuẩn bị, cố lên. Bên kia là phòng học, hình thức học của lớp tiến chỉ CFA của trung tâm đào tạo chúng tôi. Là lớp tin anh nhỏ nghiêm khắc, mỗi lớp không đến 20 người. Chúng tôi đảm bảo mọi người học trong một môi trường học tập tốt nhất. Mọi người trình độ khác nhau, có ảnh hưởng đến việc nghe giảng không nhỉ? Bình thường, không ảnh hưởng đâu ạ. Vì đến đây học, đều là những người tin anh, muốn nâng cấp bản thân mình. Cho nên kiến thức nền cũng không quá kém đâu ạ. Bên kia có chỗ ngồi. Cô mau vào đi ạ. Vâng, cảm ơn. Hà Vũ, trùng hợp nhỉ? Thế mà cô cũng ở đây à? Phải đấy, không ngờ ở đây còn ngồi cùng bàn được. Tôi thấy ý của cô là oan gia ngõ hẹp thì có. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé. Tính tôi thoải mái lắm, như nhau thôi. Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với lớp học chứng chỉ CFA. Tôi là giảng viên hôm nay, tôi là Trương Hạo. Mọi người có thể gọi tôi là thầy Trương. Trong thời gian khóa học, nếu như mọi người có vấn đề gì, đều có thể hỏi tôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với điểm kiến thức. Công ty A nợ 3 tỷ đô, phí tổn nợ chưa trả là 5%. Giá thị trường của công ty là 11,5 tỷ đô. Giá trị thị trường mỗi cổ phần là 1 đô. Thu nhập hoạt động ròng NOI là 1 tỷ đô. Xin mời ạ. Thầy ơi, NOI là gì ạ? Net Operating Income, thu nhập hoạt động ròng. Công thức vô cùng đơn giản. Bình thường có hai công thức. Chi phí vốn bình quân giao quyền WACC. Mời cô, thầy ơi, WACC là gì thế? Weighted Average Cost of Capital. Chi phí vốn bình quân giao quyền có thể dùng đánh giá một dự án có đáng để đầu tư vào không? Báo cáo bắt buộc không được thấp hơn WACC. Thầy ơi, là thế này ạ. Thầy xem, nếu như em ở công ty này nghi có hành vi vi phạm quy tắc, vậy em nên tránh rủi ro này như thế nào ạ? Cô không cần phải tránh né rủi ro. Việc cô cần làm là tìm một luật sư. Thế, thầy xem, khách hàng này của em nếu như tiền vốn bị gì nhỉ? Bị chặn, bị uy hiếp. Thế anh ta nếu mà tìm em để gây chuyện, có phải em cũng nên tìm một luật sư không? Cô không cần tìm luật sư, anh ta cũng sẽ không tìm cô gây chuyện. Đầu tư rủi ro mà. Thầy ơi, em muốn hỏi một chút, nếu như gặp tình huống như thế này, có phải em nên mua cái bảo hiểm, bảo hiểm quản lý tài sản ấy? Đúng rồi, tôi khuyến khích cô mua một bảo hiểm quản lý tài sản, tốt nhất cái nào có giá trị lớn một chút. Giờ chúng ta đến với câu tiếp theo. Thầy ơi, em vẫn muốn hỏi một câu nữa. Thầy xem, ví dụ như khoản vay này em nên tìm ngân hàng địa phương hay là vay doanh nghiệp ạ? Câu hỏi này buổi sau chúng ta thảo luận tiếp nhé. Bạn học, cô còn câu hỏi nào không? Thầy ơi, em còn một câu hỏi nữa. Ngân hàng địa phương hay là khoản vay doanh nghiệp, nếu công ty đi vay ngân hàng, nếu như em phát hiện ra công ty của em có hành vi trái quy định, em nên tránh rủi ro thế nào ạ? Bạn học này, cô còn câu hỏi nào không? Thế chúng ta đến bài tiếp theo nhé. Thầy ơi,
Em có một câu hỏi. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé. Mai chúng ta gặp lại nhé. Thời gian quý giá. Chị của em à, không phải chị ta hỏi nhiều một chút thôi mà. Chị có phải đến mức ấy không? Đến mức này không? Cô ta chỉ hỏi nhiều một chút thôi sao? Cô ta sống sờ sờ ra đó, chiếm hết cả nửa giờ học, một câu chị cũng không hỏi được. Bà đây cũng mất tiền mà. Ở công ty thì cướp khách hàng của chị nhịn. Thấy chân vào gì của chị cũng nhịn. Giờ đến đi học cũng đối đầu với chị. Quá ra là đối thủ cũ. Chả trách oán khí khiếp thế này. Chị mà không muốn nhìn thấy chị ta thì chị đi đi, mắt không thấy tâm không phiền, không phải là được rồi à? Dựa vào gì chứ? Thế thì có khác nào chị nhận thua, thế thì cô ta đắc ý chết mất. Em nói chị nghe, cái chuyện này ấy phải phân ra xem nó gấp gáp hay thông thả. Giờ hai người là quan hệ bạn bè cùng học, có phải đối thủ cạnh tranh như trước đâu. Chị đăng ký đi học là để học, học phí rất đắt như thế, không thể cứ bực bội rồi lãng phí thời gian chứ. Tâm tư phải đặt vào chuyện quan trọng, chị biết chưa? Sao bây giờ em dạy lại cả chị thế? Sao em không đi làm chính sự của em đi? Hôm nay không phải em đi chụp với Cận Thành Vũ à? Ông trời có mắt. Thật sự không phải em không muốn đi. Anh ấy bảo phải tăng ca, không cho em đi theo. Còn bảo gì mà không tiện? Anh ấy có gì mà không tiện nhỉ? Alo, chào anh. Chào anh, tôi ở phòng 2801, đơn nguyên 1, tòa nhà 2. Nhà tôi đột ngột bị mất điện, phiền anh cử người đến kiểm tra giúp tôi được không? Dân dân dân, anh đợi một lát nhé. Em mặc kệ cậu ta có tiện hay không, thích cậu ta thì em nói thẳng luôn đi, không thì làm sao mà yêu đương được. Em đâu có. Em tưởng chị không nhìn ra sao? Chuyện yêu đương ấy, yêu được thì là yêu được, không yêu được thì là số phận. Em không muốn cưỡng cầu, tùy anh ấy thôi. Thuận theo tự nhiên, tất cả cứ để tùy duyên. Tùy duyên. Em với Cận Thành Vũ ngu ngơ như hai đứa mà đòi tùy duyên. Thế thì cả hai đừng đòi yêu đương gì nữa. Chị nói em nghe, thanh niên thì phải đơn giản thô bạo, đánh bóng đường thẳng. Tình yêu với công việc giống nhau đấy. Chúng ta đều không phải là người đợi để được chọn duy nhất. Em đấy phải chủ động ra tay. Chủ động ra tay. Chủ động ra tay kiểu gì nhỉ? Thế này à? Sửa xong rồi, anh thử bật lại xem. Có điện rồi, thật là làm phiền anh quá. Không sao, nên làm mà, nên làm mà. Không được chạy, đứng lại đó cho tôi. Không được chạy, đứng lại. Đứng lại cho tôi. Hành động dũng cảm, giúp đỡ người khác, thật tuyệt đúng không? Tiểu Vũ này, tuy đến làm ở công ty chúng ta chưa lâu, nhưng nó có trách nhiệm với công việc, thái độ chăm chỉ. Tối hôm qua cậu ấy còn hỗ trợ cảnh sát tóm gọn tên trộm, bảo vệ sự an toàn cho tài sản trong tiểu khu của chúng ta. Cho nên công ty quyết định thưởng cho cậu ấy 2.000 nhân dân tệ để cổ vũ khích lệ. Tốt, tốt. Treo nó lên. Được đấy anh Tiểu Vũ, đã lập công lớn rồi, xem ra cuối năm sẽ là nhân viên ưu tú rồi. Cậu rất có hy vọng đấy, nhất định là cậu ấy rồi. Không có đâu, sao mà đến lượt tôi được. Việc vui lớn như vậy, cậu nhất định phải khao chúng tôi rồi. Nhất định phải khao,
Đúng rồi, phải khao. Khao đi, khao đi. Tôi đoán hôm nay mọi người nhất định sẽ bắt tôi khao, cho nên tôi đã chuẩn bị cho mọi người một ít đồ. Khoai lang. Anh Tiểu Vũ, anh cũng thật là keo kiệt quá đi. Đúng thế, anh đang còn trẻ mà không hưởng thụ, giữ lại nhiều tiền để làm gì? Đúng rồi, anh đúng là còn keo kiệt hơn cả con gà trống sắt đó. Tôi không phải là gà trống sắt, cũng không phải keo kiệt. Mỗi người đều có phần ạ. Mời vào. Morning Linda. Cô Hà, có chuyện gì sao? À thì tôi muốn hỏi chút, tôi đổi lớp học được không? Được ạ. Thế thì tốt quá rồi. Cô đổi lớp giúp tôi với. Tôi có thể hỏi lý do cô muốn đổi lớp không? Thì cái lớp tôi đang học, không khí học tập không tốt lắm, ảnh hưởng việc học của tôi. Tôi xem phản hồi sau lớp học của cô ở phần không khí lớp học, chỗ này ấy, cô Điền vô cùng hài lòng. Thực ra chủ yếu là tôi lo trình độ giảng viên kia không đủ, ảnh hưởng chuyện tôi thi chứng chỉ. Thế thì cô cứ yên tâm ạ, tất cả giảng viên của chúng tôi đều có chứng chỉ CFA, trình độ chuyên nghiệp vô cùng cao, tuyệt đối sẽ có rất ít cho chuyện cô thi chứng chỉ. Thì có phải cô gặp phải bạn trai cũ không? Chuyện này đúng là ngượng thật. Không sao cô Hà, tôi giúp cô đổi lớp, được à? Tôi chuyển cô sang lớp chiều thứ ba nhé. Cô xem có được không? Cô xem thử xem, được à? Chào cô giáo ạ, em là học viên mới chuyển lớp, Hà Vũ phải không? Phải hả? Linh đã nói với tôi rồi, chào mừng cô đến lớp. Lớp chúng ta sắp bắt đầu rồi, cô ngồi chỗ kia đi, vâng ạ. Anh mau dừng xe. Mau lên. Dừng xe. Sắp đến rồi. Dừng. Rốt cuộc anh định chở em đi đâu? Sắp đến rồi. Có nói hay không? Anh không nói. Có nói hay không? Bây giờ anh không nói. Này. Thế thì em sẽ biết ngay bây giờ. Anh sẽ cho em xem cái này. Xuống xe. Ngạc nhiên không? Ý gì vậy? Cầu yêu không được thì anh sẽ giết người diệt khẩu à? Anh thật quỷ quyệt. Anh muốn xóa mọi dấu vết đúng không? Em nghĩ gì vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên anh và em hẹn hò. Anh mong là em có thể nhớ mãi ngày này. Hãy để nó trở thành ngày gặp gỡ tình yêu của chúng ta. Nếu anh dám để em nghe được những lời yêu đương từ miệng của anh, thì anh có tin không? Em sẽ chặt đầu của anh trước đấy. Nhân chứng tình yêu. Hãy để cho mầm cây nhỏ này lớn lên cùng với tình yêu của chúng ta. Thế nào? Có phải là rất sáng tạo không? Lên xe thôi. Học hôm nay đến đây thôi, tan học. Ông Sa, nói chuyện đi. Nói chuyện.
Thế nào rồi cô Âu Sa? Làm gì ở Hải Thịnh không bận à? Kiếm nhiều tiền như thế còn đến đây học lớp đào tạo? Tôi thất nghiệp rồi. Cái gì? Thất nghiệp rồi? Cô có thể cười lớn tiếng hơn nữa. Lợi nhuận công ty không tốt, cắt giảm nhân viên, trưởng phòng như tôi làm chưa đến một tháng đã thất nghiệp. Được rồi, đừng nói tôi nữa, nói về cô đi. Gần đây thăng chức ở chỗ nào? Gần đây tôi luôn tập trung vào học tập, nâng cấp bản thân. Đang học tập à? Hà Vũ, đừng nói cô vẫn chưa tìm được việc đấy nhé. Cũng phải, tôi bị cắt giảm nhân viên, cô bị cho thôi việc. Tính chất hai ta khác nhau. Tôi không bị cho thôi việc, tôi chủ động nghỉ việc. Mặt sát có chủ động hay không, nghe tôi một câu, cô rất khó đứng vững trong các ngành này. Ý gì đây? Điều là thất nghiệp, đừng kiểu chó chê mèo lắm lông được không? Tôi không giống cô. Con người cô có thể nhanh chóng điều chỉnh bản thân, biết dùng chiến thuật đánh dòng dèo. Cái nghề này không có vị trí của tôi, thì tôi tìm đường khác, đổi con đường khác. Anh trồng cây kiểu này có sống nổi không? Sau này ngày nào tôi cũng sẽ đến đây thăm nó. Ngày nào cũng đến thăm mà. Thế thì anh rảnh nhỉ? Thế không được đâu. Kiểu đàn ông thiếu chí tiến thủ thế này thì không thích hợp hẹn hò. Vậy kiểu đàn ông hứa hẹn làm việc cho người ta mà không kiếm được tiền, càng không thích hợp để hẹn hò còn gì. Kiểu đó khác. Kiểu đó gọi là lương thiện. Kiểu con trai có phẩm chất đáng quý như vậy trong xã hội hiện giờ đã hiếm gặp lắm rồi. Vậy trong xã hội hiện giờ gặp được đàn ông có phẩm chất ưu tú chẳng phải nên phó thác trọn đời sao? Anh đang bẫy tôi à? Đâu? Tôi đang trồng cây mà. Thế thì anh tuyệt quá. Hiện giờ tôi đang chào hàng bảo hiểm, kiếm không ít hơn trước kia. Nếu cô thấy hứng thú, tôi có thể kéo cô vào nhóm. Không cần. Bảo hiểm thì tôi biết. Ngày lễ ngày Tết đều phải tặng quà theo đầu người. Gặp ai cũng phải hỏi có mua bảo hiểm không. Suy nghĩ đến sinh lão bệnh tử không. Tôi không mất mặt thế đâu. Sao lại mất mặt? Cô tìm hiểu bảo hiểm chưa? Cô có biết mua đúng loại bảo hiểm quan trọng như thế nào với cuộc đời của một người không? Trước khi chúng ta bán quỹ là bán bảo hiểm, bây giờ bán bảo hiểm là bán bảo đảm. Phải, tôi thừa nhận cái nghề này có rất nhiều người không chuyên nghiệp giống như cô nói, nhưng ông Sa tôi thì không. Tôi đang dùng sự chuyên nghiệp của mình lên kế hoạch giúp khách hàng của tôi. Khách hàng gặp khó khăn, gặp chuyện sẽ cảm ơn sự giới thiệu của tôi giúp họ ứng phó với nguy hiểm này. Có gì không tốt chứ? Dù vậy tôi cũng không cần, tôi cũng có kế hoạch của mình. Hiện giờ tôi rất tập trung học tập. Hà Vũ, trước mặt tôi khỏi giả giờ nữa. Mẹ cô không biết số dư trong thẻ của cô bao nhiêu, nhưng tôi biết ngày ngày không làm việc, ăn vốn liếng không thấy hoãn à. Tôi có tốt bụng, chỉ cho cô con đường sáng suốt. Tôi không nghĩ đến việc cô có thể gia nhập thật. Chúng ta làm đối thủ lâu như vậy, tôi hiểu cô hơn ai hết. Vĩnh viễn đều tự thanh cao như thế. Cô có biết hồi trước ở công ty tại sao trên tay cô nhiều khách hàng lớn như thế nhưng thành tích của chúng ta không chênh lệch mấy không? Bởi vì tôi luôn nhặt lại những khách hàng nhỏ cô không cần. Những khách hàng nhỏ mà cô xem thường, giống như bây giờ cô đang xem thường nỗ lực nhỏ bé của tôi. Cô như vậy đáng đợi thất bại. Đưa thông tin cho tôi về xem thử. Năn nỉ tôi đi. Thích thì đưa, không thì thôi. Tôi thích nhất bộ dạng chết đến nơi còn cứng miệng như cô. So với cái này, tôi cảm thấy cô cần cái này hơn. Phần bảo hiểm này vô cùng hợp với cô. Bệnh nặng có bảo đảm, không bệnh có thể dưỡng già. Cô đừng cười. Năm nay 32 tuổi rồi, khả năng cô đơn đến già cao đến 93%. Cô 35 rồi không phải vẫn chưa kết hôn à? Cho nên tôi đã mua rồi. Mỗi tháng chỉ đóng mấy trăm đồng,
Trong thời gian bảo hiểm mà không bệnh nặng, hạn mức trả lại gấp đôi. Cô nói xem có trùng hợp không? Đúng lúc tháng này còn có ưu đãi đặc biệt. Bây giờ tìm tôi mua. Lập tức giảm 10% cho cô. Âu Sa, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô lợi hại như lúc này. Tôi cảm thấy cô giỏi thật. Bớt nói thừa đi, có mua hay không? Mua, thanh toán đi. Phục vụ. Anh xem, anh nhất thiết phải bày vẻ lãng mạn, tự chuốc lấy khổ phải không? Con người trong trạng thái vận động, hệ thần kinh giao cảm sẽ trở nên hưng phấn, từ đó tiết ra một lượng lớn dopamine và adrenaline, nên vào khoảnh khắc đó con người bên cạnh cô sẽ trở nên có sức hút lạ thường. Anh bị bệnh à? Ừ, tôi không có thuốc đâu đấy. Cô chính là thuốc của tôi. Đứng yên. Làm gì? Tôi... Tôi muốn hỏi anh một chuyện này. Cô hỏi đi. Chỗ này trồng cây được không? Hai người làm gì đó? Làm gì đó? Đừng lấy nữa bà cô, chạy thôi. Chạy thôi. Về rồi à? Về rồi à? Mau mau mau, sửa soạn, chuẩn bị ăn cơm thôi nào. Sao cô lại ở đây? Em mời anh ấy đến. Anh ấy nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Quá nhiệt tình, em không tiện từ chối. Nào nào nào, nếm thử nước tôi chuẩn bị cho. Hai cô gái chắc chắn hợp khẩu vị hai người. Ngon lắm. Không ngờ anh còn có món người này. Đúng không? Chị, không vui sao? Không. Hôm nay chị gặp Âu Sa, thấy cô ấy tràn đầy sức sống, làm đủ mọi cách, cảm thấy mình chưa đủ cố gắng. Không sao. Nào, ăn đồ ăn. Ăn cho no bụng, tâm trạng sẽ tốt lên. Đây, đây là tiền vốn gốc trả cho chị. Bữa cơm này coi như tiền lãi. Sao vậy, nhặt được tiền à? Đây là tiền thưởng em được phát hôm nay, và hôm nữa em nhận lương. Có thể trả thêm cho chị một khoản. Yên tâm đi, tuy em đã mượn tiền, nhưng em đều ghi nhớ trong lòng. Ngay cả cậu cũng cố gắng như thế. Cậu nói xem, ban đầu sao cậu lại đến Thượng Hải? Em nói trước. Em thì vì muốn thoát khỏi sự khống chế của bố mẹ em. Em phải là một người tự do tự lập, có một linh hồn tự do. Hai người thì sao? Em cảm thấy Thượng Hải nhiều cơ hội, có thể kiếm nhiều tiền, nên em đến. Chị thì sao? Chị học đại học ở Thượng Hải, cũng không phải trường gì tốt lắm. Sau đó tốt nghiệp ở lại Thượng Hải, làm nhân viên ở một ngân hàng. Sau đó có được một cơ hội nhảy việc đến Hoa Hưng. Liều mạng làm việc 5 năm, tưởng rằng bản thân có thể làm giám đốc. Kết quả bụp, dở mộng luôn. Có đôi lúc chị nghĩ, có phải là mỗi một quyết định mấu chốt trong đời chị đều sai hay không? Nếu ban đầu chị thi lại, thi vào trường đại học tốt hơn, hoặc là chị ăn phận làm ở ngân hàng, chờ tăng lương, hoặc là chị không hề nuôi dưỡng giấc mộng trở thành giám đốc, có khi nào sẽ sống tốt hơn bây giờ không? Đừng suy nghĩ thế, em cảm thấy bây giờ chị cũng sống khá tốt mà. Đúng thế, chị xem, chị cũng 32 tuổi, vẫn cố gắng phấn đấu như thế. Tốt biết bao, khó khăn biết bao. Chị cảm ơn cậu nhé.
Chị đến Thượng Hải mười mấy năm rồi, bây giờ việc gì cũng không ra hồn, cái gì cũng không có. Đúng là chị đặt mục tiêu hơi cao. Nhưng em xem, con người hướng về nơi cao hơn cũng không sai mà. Không sai. Con người nhất định phải có quyết định nhìn về hướng cao hơn, nhưng mà cũng phải có dũng khí đối diện với đáy dốc bất cứ lúc nào. Con người thích mơ mộng, hướng đến những thứ tốt đẹp là rất bình thường, không có gì là đúng hay sai cả. Em cũng thấy thế. Chị đặt mục tiêu cao mới có thể trở thành động lực để chị tiến lên. Em cảm thấy nếu con người có thể hiểu rõ bản thân muốn làm gì cũng là một chuyện rất vĩ đại. Nào, kính giấc mơ ban ngày của chúng ta, kính mục tiêu cao xa của chúng ta, kính hai đứa. Thật sự không tệ. Nhìn máy tính đi. Tôi cảm thấy lớp trang điểm hôm nay của em rất đẹp đấy. Em nhìn xem. Nếu anh thức khuya cả đêm, anh cũng sẽ có được nó. Video rút cuộc thế nào rồi? Có chỗ nào cần chỉnh sửa không? Không có. Quay cảnh đẹp, tiết tấu ổn định, chủ đề gần gũi. Tôi dự đoán sẽ có 100.000 lượt xem. Thật không? Trong công việc tôi luôn thực tế. Tốt quá đi mất. Làm video đối với em mà nói, thật sự thú vị thế sao? Tôi thích, nên sẽ thấy thú vị. Chị tôi thì sao? Không được. Em đấy sao nói chuyện không uyển chuyển gì cả? Có gì để uyển chuyển đâu. Những chuyện này chẳng phải rõ ràng rồi sao? Hơn thế, chúng ta là mối quan hệ hợp tác với nhau. Đợi video kiếm được tiền, anh cũng có phần. Không. Tại sao chứ? Tôi không tốt ở đâu sao? Chúng ta không hợp, có hợp hay không, không thử sao biết được, không thích thì có gì để thử đâu. Hơn thế nữa, anh không phải kiểu người tôi thích. Em thích loại nào? Anh quản nhiều thật đó. Tôi nói lại một lần nữa, chúng ta chỉ đơn thuần quan hệ hợp tác thương mại, chỉ có thế thôi. Xem xong video rồi, cảm ơn anh nhé. Vậy tôi đi đây. Đi nhé, tạm biệt. Phải cẩn thận đấy. Không sao, cô đừng tiến nữa. Tiểu Cận, lần này nhờ có cháu, đúng là làm phiền cháu rồi. Không sao, cô đừng khách sáo. Nếu như cô cần, cứ gọi cháu bất cứ lúc nào. Được được, vậy cháu đi cẩn thận nhé. Tạm biệt cô. Cái lưu manh này, cuối cùng cũng bắt được anh. Tên lưu manh, đừng cử động. Cậu nghe tôi nói đã, đừng cử động. Tên lưu manh thôi. Báo cảnh sát đi. Đừng báo cảnh sát. Tiểu Vũ,
Tiểu Vũ đừng cử động. Đến rồi đến rồi. Còn dám đeo tóc giả, hay thật đấy. Lão hối đầu này. Bố. Bố, bố, bố tại sao, tại sao lại đè bố tôi xuống đất vậy? Cái tên này. Chú, xin lỗi chú. Xin lỗi. Không sao chứ. Đừng mà. Không, tôi phải đi trực rồi. Đừng kéo tôi phải đi trực. Trường này không nên ở lại lâu. Xin lỗi chú thay tôi. Không cần xin lỗi. Anh làm tốt lắm. Bất kể đáng nghi bảo vệ an toàn cho cư dân đều là chuyện anh nên làm mà. Đi nào, chúng ta vào nói chuyện chút nhé. Không, bà nội của tôi, cô tha cho tôi đi. Năn nỉ cô đấy. Có phải ông ấy đi vào mà không đăng ký không? Là lỗi của các anh nhỉ? Các anh có phải có thể dẫn ông ấy đi? Chú, xin lỗi tha tôi nhé. Anh nhát thật đấy. Không hoảng loạn, không sợ, né tránh không phải cách, dùng chiêu tiên lễ hậu binh vậy, chiếm lợi thế địa hình. Em làm gì ở đây thế? Mau vào đi, bố em trông nghiêm túc lắm. Mau vào đi, vào đây. Chú, cháu nói đúng mà, đúng không? Chú cứ ngồi đây đợi, là con chú sẽ quay lại mà. Nào, ngồi đi, hai bố con cứ nói chuyện nhé. Không quay về, chạy ra ngoài ngủ ở lại đường sao? Con ngủ ở khách sạn. Con ở khách sạn, con có tiền ở khách sạn sao? Lần này con ra ngoài không xin cắt nào từ nhà mà nhỉ? Chẳng phải đó là gì, nể mặt bố và mẹ con nên chị hào hoa của con mới cho con ở lại, có phải không? Chị ấy không cho ở lại, con vẫn có chỗ để ở. Hiện giờ con đang khởi nghiệp, việc làm ăn con lớn lắm. Khách hàng đó của con ít nhất cũng phải 70-80 nghìn. 70-80 nghìn? Con định ù lụt củ dạng à? Con đánh mặt chuột đấy à? 70-80 nghìn? 70-80 nghìn đó của con là fan ảo phải không? Bố giám sát con. Bố còn cần giám sát con sao? Là chú Trương sát chết nhà con gửi cho bố. Ban đầu bố còn tưởng quảng cáo dớ dẫn. Đó là bố không biết thưởng thức, không có kiến thức. Bố không hiểu sáng tạo nghệ thuật. Vậy con phải quay thứ có giá trị của kiến thức. Con có chút sáng tạo nghệ thuật, vậy bố có thể không xem sao? Bố với mẹ con đều xem cả rồi. Chút fan thật đó của con, cộng thêm bố với mẹ con tổng cộng 498 người. Con không bằng mấy bà già nhảy quảng trường với mẹ con. Nhiều fan lắm. Bố là muốn xem con làm trò cười. Trò cười của người nhà mình, sao bố phải xem chứ? Bố là lo lắng cho con. Cô nói xem, người trẻ hiện giờ muốn dựa vào mạng, nổi tiếng, nổi danh. Dễ nổi tiếng lắm sao? Vì sao họ nổi tiếng? Liều mạng thu hút fan, liều mạng lôi kéo fan, thậm chí làm ra giày, chuyện vô cùng mạo hiểm, kiếm được tiền hay không là còn thứ yếu. Vậy tương lai gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Chú à chú, bọn cháu quay video rất an toàn, sẽ không quá giới hạn. Bọn cháu chơi là dòng ý thức, nói gì lo lắng phải không? Chơi nghệ thuật, sao cháu không chơi Stanislavski? Chú thật thời thượng, cái gì cũng hiểu. Bố biết nhiều thế, sao bố còn phủ định con? Con làm chuyện bản thân thích, sao bố nhìn vào vẫn là cái gì cũng sai phải không? Đúng, con làm gì bố nhìn vào cũng toàn là sai. Bố bảo con làm chuyện con không thích, con cũng không làm được. Chuyện cô tự muốn làm trong mắt bố lại là chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng. Dù sao bố mẹ là bố mẹ, ngoài bảo con đúng giờ trưởng thành. Vậy bố từng hỏi con chưa? Bố từng hỏi con rốt cuộc con muốn làm gì không? Được rồi, đừng nói nữa. Quậy cũng đủ rồi, nhanh thu dọn hành lý. Theo bố về nhà, con không về, con không muốn về, con không đi. Con, chú nghe cháu nói. Tiểu Vũ vì làm video, đã bỏ ra không ít tâm huyết. Dạng sự khởi đầu năng, chú cho em ấy chút thời gian để em ấy tự mình xong pha. Nhớ mai thành công thật, chú cũng vui phải không? Cho dù không thành công, Tiểu Vũ gặp phải khó khăn cũng tự biết quay về mà. Chú bớt giận. Con không về cũng được. Vậy thế này, con trai chú Dương hai hôm nữa cũng ở Thượng Hải. Con dành thời gian đi gặp cậu ấy xem mắt. Thì ra bố tới Thượng Hải chính là nhắm vào sắp xếp việc hôn nhân của con. Hoặc là con về với bố, hoặc là đi xem mắt. Chọn một trong hai, con không chọn. Con không chọn cái nào hết, con không đi đấy. Con không đi, con xem chị Hào Hoa có còn để con ở lại đây tiếp không. Đi thì đi, thời gian địa điểm do con chọn. Không được, tôi không diễn được. Diễn bạn trai cô không được. Giúp cái đi đều là bạn bè,
không phải chuyện bạn bè hay không. Tôi không biết diễn. Việc này là việc giữa hai người, ánh mắt truyền đi trong ánh mắt, không lừa được, chắc chắn lộ ra. Vậy tôi cho anh tiền. Tiền, cả ngày chỉ biết tiền. Cô lấy đâu ra tiền? Chỗ bố tôi có. Bố cô? Tôi vừa đưa bố cô. Tha cho bố cô đi, đừng gây chuyện nữa. Giúp tôi đi mà, xin anh đấy. Chắc chắn anh không nhẫn tâm nhìn cô gái lương thiện đáng thương xinh đẹp và hào phóng như tôi bị chết trong đầm lầy hôn nhân, phải không? Chỉ cần anh chịu giúp tôi, sau này chắc chắn tôi đầu rơi máu chảy cả đời không quên. Được không anh đẹp trai? Anh Tiểu Vũ, ở đây có thông tin chủ hộ mới tới, phiền anh xem giúp tôi. Tôi... Đừng, tôi... Cô xem mà làm đi, tôi còn có việc. Cô đi trước đi. Xin anh đấy, cô đứng lên đi, đứng lên trước đã, đừng hành đại lễ cái gì. Tôi nói cô biết, hiện giờ tôi phải vào làm rồi. Nếu anh không đồng ý với tôi không cho anh đi. Vợ chồng nhỏ đánh nhau à? Thế này, cái đó, cô về trước đi. Sau khi cô về, chúng ta từ từ bàn bạc. Được rồi, được. Thế này, yên tâm đi. Chuyện này để cho tôi. Thật sao? Để cho tôi. Đi. Anh Tiểu Vũ, người vừa tới ở tòa 2 này, anh ta chỉ để lại bố mẹ anh ta, tên của cô anh ta. Chào cô, chào anh. Dương Văn Triết, Hà Vũ, cô muốn gì? Đi. Phục vụ. Chào anh, một dạy bia, cảm ơn. Tôi nghe chú Hà nói, cô tới Thượng Hải chưa bao lâu à? Anh có mấy căn nhà ở Thượng Hải? Ở vị trí nào? Anh có xe không? Có mấy chiếc? Nhãn hiệu gì? Sinh lệ của tôi phải hơn 1 triệu tệ, chắc không vấn đề gì chứ. Tôi có 3 căn nhà ở Thượng Hải, dành đây 1, 2, 3 đều có. Tôi có 3 chiếc xe, Toyota, Audi, Volvo, sinh lệ hơn 1 triệu tệ, không vấn đề. Tiêu chuẩn thấp nhất chọn chồng của tôi là trên tiến sĩ. Tôi vừa đủ vừa qua. Tôi còn có 1 người em trai. Anh không chỉ phải nuôi tôi, anh còn phải nuôi thằng bé. Thế nào, cũng phải nuôi tới tốt nghiệp đại học. Tôi nghe chú Hà nói, chú ấy chỉ có 1 người con gái là cô. Cô lấy đâu ra em trai? Mẹ tôi vừa sinh đó, làm sao? Không thành vấn đề. Toàn bộ yêu cầu cô đưa ra đối với tôi không thành vấn đề. Bia của cô. Chú Hà thật sự rất hiểu cô. Những lời cô bịa ra không lệch một chữ với điều chú ấy đoán. Xin lỗi em yêu, anh đến muộn. Đây là người bạn em hẹn hôm nay sao? Chào anh, Lý Áo. Chào anh. Tôi là chồng cô ấy. Bạn trai, chồng tương lai. Nhưng mà em yêu, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Bắt đầu từ bây giờ, từ từ thích ứng gọi là chồng. Để phá hoại lần xem mắt này, cô đã dốc hết tâm sức nhỉ? Tìm cả chi viện bên ngoài. Nói linh tinh gì vậy? Tôi thật sự là bạn trai cô ấy. Được. Hai người rất xứng. Phải không? Chính xác. Có mắt nhìn. Không nói chứ, người này mắt nhìn cũng rất đặc biệt. Anh điên à? Không điên thì thích em được chắc. Nhưng tôi cảm thấy người này thẩm mỹ cũng rất tốt. Ít nhất anh ta nhìn rất chuẩn. Cần Thành Vũ đâu, cậu ta gọi tôi tới giải dây giúp em. Được. Thế này, yên tâm đi. Chuyện này để cho tôi. Vậy mà lại chơi tôi. Đã cho anh lợi lộc gì? Vốn dĩ chuyện làm bạn trai em là không thể từ chối, còn cần lợi lộc gì chứ? Cách xa tôi ra.
Chúc mừng anh nhé. Trải qua lần quấy phá này của anh, chắc chắn bố tôi sẽ gặp anh. Thật không vậy? Cứ diễn dáng vẻ bần tiện này của anh, diễn một kẻ lưu manh, càng không đáng tin càng tốt. Vậy có lẽ hơi khó. Tôi quá mất thích em, diễn không nổi dáng vẻ không đáng tin với em. Vậy tôi đi, đừng để anh. Gọi sẵn bia cho anh rồi, hiểu chuyện thật đấy. Sao cậu lại ở đây? Không phải siêu thị giảm giá sao? Em qua xem thử. Không phải cậu nên ở chỗ Tiểu Vũ xem mắt sao? Em không tiện. Cậu không tiện. Tính cách Tiểu Vũ thế nào không phải chị không biết. Lỡ cô ấy tưởng thật thì làm sao? Em bảo người khác đi rồi. Đi thôi. Cạn ly. Thế nên cậu biết Tiểu Vũ có tình cảm với cậu từ lâu rồi à? Ai cũng lớn hết cả rồi. Em có phải kẻ ngốc đâu. Em nghĩ gì vậy con bé? Em xem cô ấy như em gái thôi. Nói như trai tồi ấy. Sao lại là trai tồi? Thấy chị nói em nghe. Em nên nói thế nào? Không phải. Vậy cụ thể em thấy sao? Em cảm thấy Tiểu Vũ suy nghĩ rất đơn giản, trong sáng. Thế là rất tốt. Nhưng sự tốt đẹp đó nó hiếm có, bởi vì nó rất mỏng manh. Mỏng manh đến mức cần một sức mạnh thật hùng hậu để bảo vệ cô ấy. Phải tinh tế đến mức 100% mới che chở được. Em nghĩ cô ấy nên tìm một người bạn trai vừa có tiền, vừa rảnh rỗi. Như thế mới có thể hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu mà không phai mờ vẻ đẹp ấy. Chị nhìn lại em đi. Không hợp đâu. Cậu cũng lắm lý do bào chữa đấy. Thấy rốt cuộc là không cảm giác gì đúng không? Phải. Nếu cậu không thích người ta thì cậu phải nói rõ với người ta. Cậu đừng lấp lửng với người ta. Tôi nói rõ sao đây? Người ta cũng không tỏ tình với tôi. Tôi nhạt nhẽo chạy tới trước mặt người ta nói chuyện này. Một, vừa thể hiện tôi tự luyến. Hai, lại làm tổn thương thể diện người ta. Tổn thương thể diện cũng tốt hơn đau lòng. Đúng rồi, chị xem chị hiện giờ. Hai hôm trước vừa ăn bào ngư tôm hùm, ăn tới nhập viện, giờ là tới một thái cực khác rồi. Hai hôm trước chủ yếu tôi chưa có mục tiêu, tôi đang trong giai đoạn chết cũng muốn thể diện sống chịu tội. Giờ thì khác rồi, giờ tôi có kế hoạch rồi. Xem ra lớp đào tạo này đi học có hiệu quả rồi. Cậu không biết chứng chỉ kiểm toán viên đó có giá trị cỡ nào đâu. Nói vậy cho dễ hiểu nè, có rất nhiều ngành nghề có hạn chế về độ tuổi, kinh nghiệm. Nhưng nhờ có chứng chỉ này mới được tiếp tục. Hơn nữa, nếu như cậu có được chứng chỉ này, ngày mai cơ hội việc làm sẽ tự tìm đến cậu luôn. Cộng thêm mối quan hệ chị tích lũy được trong lớp tập huấn, cuộc sống sau này của chị không phải thăng lên như diều gặp gió sao? Thế mới là chị chứ. Nào, cạn ly.
Thế nên từ nay về sau, chị bắt buộc phải lên kế hoạch học tập thật nghiêm khắc, tranh thủ mau chóng nuốt được những cái khó nuốt này. Thế chị phải học bao lâu? Người khác bình thường 3 năm 3 cấp, chị cố gắng nửa năm 1 cấp. Chị học nửa năm bằng người ta học 1 năm mà. Thế chẳng phải chị lột da mấy lớp sao? Sợ khó sợ khổ thì đừng có làm. Chủ yếu là chị hết thời gian rồi, chị bắt buộc phải làm như vậy. Cậu biết không, bây giờ số tiền trong thẻ của chị chỉ còn có 60.000 thôi. Tuy căn nhà chị thuê trả tiền theo năm, nhưng chị vẫn còn 20.000 tiền vay mua xe, cộng thêm ngày 3 bữa, bảo hiểm xã hội, tiền điện, tiền nước, tiền bảo dưỡng xe. Cho dù chị có chi tiêu tiết kiệm, thì cũng không đủ tiêu trong vòng nửa năm. Thế nên trong vòng nửa năm bắt buộc, chị phải thi đậu. Hà Vũ, mày giỏi nhất. Cậu nói sống sao lại có nhiều chỗ cần dùng tiền vậy chứ? Nợ xe, nuôi xe, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm xã hội, một ngày ba bữa. Tôi cảm thấy 60.000 dư trong thẻ vốn không đủ chống đỡ tới nửa năm. Cho nên nửa năm này tôi phải thi được chứng chỉ. Tôi thi không được, tôi không mang họ Hà nữa. Cuộc sống của tôi, cậu nói sao lại khốn cùng thế? Tôi cảm thấy lần trước khi tôi khốn cùng thế này vẫn là mười mấy năm trước khi vừa tới Thượng Hải. Lúc đó, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ về nhà. Sợ về nhà. Cậu nói tôi tới Thượng Hải lăn lộn, không có gì, mặt mũi nào về. Chị xem đi, chị chính là bị tính cách hiếu thắng này hại đó. Tôi hiếu thắng. Cậu không hiếu thắng à? Cậu không hiếu thắng thì mệt sống mệt chết mua nhà ở Thượng Hải à? Cậu lấy đâu ra tư cách mua nhà? Tôi có hộ khẩu Thượng Hải. Có hộ khẩu Thượng Hải. Tôi nói cậu lấy đâu ra tư cách mua nhà? Dù sao đều là chuyện sớm muộn phải làm, thì nhân lúc còn trẻ làm nhiều chút, dù sao cũng là chịu khổ nhiều chút thôi. Cậu đây là chịu khổ nhiều rồi sao? Cậu đây là liếm máu trên lưỡi dao được không? Tôi ngưỡng mộ cậu quá. Cậu nói ban đầu nếu tôi như cậu sớm đưa ra quyết định, tôi không tham vọng viển vông như thế, có lẽ cuộc sống hiện giờ của tôi hoàn toàn khác với bây giờ rồi. Ngưỡng mộ tôi. Tôi mới nên ngưỡng mộ chị đó. Còn cả Tiểu Phủ nữa. Hai người đều sống vì một mục tiêu. Còn tôi chính là vì sống. Chú không thể không nói, tóc giả của chú đẹp ghê, hôm đó cháu không nhìn ra được luôn đó. Thật ra kỹ thuật tiên tiến nhất bây giờ là cái tóc, đúng không nào? Chú, cháu thấy chú biết rất nhiều về Konstantin Stanislavski. Chủ yếu chú nghiên cứu về một hệ thống biểu diễn khác, tương lai mấy cháu quay video ngắn có thể dùng được đấy. Sao Lý Á còn chưa đến? Ông ấy tên là... Anh ấy không bao giờ đúng giờ cả. Chị không biết sao, lần trước đi hẹn hò, cả ngày vẫn chưa thấy anh ấy đến, làm em đợi suốt một ngày luôn. Không phải em nói với chị rồi sao? Nhưng mà em lại thích tính cách tùy tiện thoải mái này của anh ấy, thấy cũng được lắm. Đợi thêm một lát nữa nhé. Đúng là thoải mái thật. Cháu đi đốt nước cho chú nha. Cháu đi pha ấm trà, pha ấm trà. Ông ấy tên là Beton Red. Beton Red, em xin thử xem bố em thích uống trà gì. Qua đây nào, Tiểu Vũ. Pha trà nhé. Sao thế? Cô quay mùa chua thời nào rồi mà còn đi mượn bạn trai để qua mặt bố mẹ? Hết cách rồi. Không phải, chị thật sự không đợi nổi nữa rồi. Chị sắp nói hết chuyện rồi. Chị ngại đến mức chân cào đất rồi đây. Em nhìn bố em đi, mặt ông ấy sắp dán vào chân luôn rồi. Vậy chị muốn thế nào?
Lát nữa là chị phải đi rồi, chị thật sự không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt quá đi mất. Bây giờ mà chị bỏ đi là không nghỉ khí đâu nhé. Không phải, rốt cuộc, cái tình lý ác của em đó có đáng tin không vậy? Không thành vấn đề, em sắp xếp xong cả rồi. Hôm đó anh phải tới muộn, càng muộn càng tốt. Lần đầu gặp phụ huynh tới muộn là đại kỷ đó. Không ổn lắm. Anh thật sự coi là gặp phụ huynh sao? Nghĩ rõ mục đích anh tới đi. Nếu ông ấy muốn hỏi anh câu gì, anh cứ giao cho tôi trả lời. Anh cứ thể hiện thái độ lạnh nhạt với ông ấy, rất kiêu căng, rất chán nản. Nếu anh có thể thêm chút đặc trưng lăng nhăng với bạo lực nữa thì rất tốt. Đồng hồ của tôi cài 8 cái báo thức, giả vờ có con gái gọi điện cho tôi, A Phương, Tiểu Lệ và Tinh Tinh. Tên cũng không lặp lại, cô thuận thế cãi nhau với tôi. Tôi mượn cơ hội đập chai rượu, cô nổi giận đùng đùng, tôi nổi cơn tâm bành. Tôi không tin vở kịch này tới đây bố cô có thể xem tiếp được, cứ làm thế đi. Nhưng nói rõ với anh trước, vũng nước đục này là tự anh muốn lội. Tuyệt đối đừng nghĩ có sự đột phá gì đó về mặt tình cảm nam nữ. Nếu anh có suy nghĩ gì đó quá đáng, tốt nhất anh nên chọn đừng làm. Làm. Được. Không được mang quà, đi tay không. Điểm này tôi không đồng ý. Kỹ thuật diễn nát của hai chúng ta thật sự ngay cả đối tượng xem mắt của cô cũng không qua mặt được. Càng đừng nói tới bố cô. Để thể hiện thành ý vẫn phải mang theo quà. Tặng không đạt là được. Rất có lý. Bố tôi thích uống rượu, không thích hút thuốc. Vậy anh mang hai cây thuốc chất lượng kém thế nào? Mang thêm chai rượu tay giả nữa. Bất ngờ chưa? Anh yêu, anh đến rồi à. Tặng hoa cho em à. Thơm quá, hương đào đúng không? Anh yêu, em thích lắm. Cảm ơn anh. Anh lại đánh nhau với người ta rồi đúng không? Sao anh lại đánh nhau với người ta nữa rồi? Đúng thế. À thì dưới nhà có một đôi tình nhân cãi nhau. Người nam kia còn động tay động chân nữa. Đàn ông không thể đánh phụ nữ được. Thế nên anh sang khuyên giải.